Chào các bạn, mình đã quay lại ở đây. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chế một cái tạo khối nha các bạn. Mà cái này không phải là tạo khối bình thường nha các bạn, cái này là tạo khối thơm nha các bạn. Để những khi mà có muỗi hoặc là gì đó các bạn có thể xịt mà không sợ bị hôi nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm thôi nha các bạn. Ok. Đây, đầu tiên các bạn chuẩn bị một đoạn ống 21 nè. Và các bạn cắt chỗ này để chúng ta để pin vừa nha. Đây mình đã cắt sẵn rồi nha các bạn. Và một cổng dây máy soi nha các bạn. Đây, mình trực rớp, mình chỉ lấy được một đoạn này thôi. Như đây cũng đủ tạo khói các bạn. Và pin 3,7 nha các bạn. Ok, và thêm một cái công tắc nha các bạn. Và thêm một dây đồng một lỗ nha các bạn. Đây nó chỉ có một lỗ thôi nha các bạn. Đây, hai cộng nha các bạn. Ok. Và thêm một đoạn gỗ nha các bạn. Một đoạn gỗ để chúng ta có thể kết nối với máy soi này mà không sợ cháy cái này nha các bạn. Ok. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm thôi. Ok, đầu tiên các bạn cắt dây điện thế này nha các bạn. Đây các bạn bẻ như thế này nhé. Rồi. Để bây giờ mình sẽ quấn cái này cho nó, để mình có thể đút con gọn vào nha các bạn. Đây bây giờ mình sẽ quấn như thế này nhé. Đây mình quấn như thế này nha các bạn. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ gắn nó vào trong cái đoạn đồng nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ dùng kẹp mình bóp lại cho nó chặt hơn nha các bạn. Xong một phần nhỏ nhỏ rồi bạn. Bây giờ cái tiếp theo này nó cũng tương tự như của anh đây thôi. Okay. Đây, ok các bạn ơi, mình đã làm xong hai phần rồi. Đây nha. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn cố định nó vào đây nha các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng keo 502 nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ chờ cho nó khô thôi nha các bạn. Bây giờ các bạn chuẩn bị thêm một miếng bông gòn thế này nha các bạn. Đây nha. Bây giờ mình sẽ nhắc nó vào đây nha các bạn.
Giờ mình sẽ cắt những phần thừa ra nhé. Mình chưa một đoạn này để nếu như trong này nó đốt hết nguyên liệu rồi ống cái này nó tiếp vô như thế này. Bạn nên chừa một phần thừa như thế này nhé. Ok. Bây giờ tiếp tục. Bây giờ mình sẽ đo thử. Mình sẽ gắn nó đây. Và mình sẽ đo thử công tắc nó nằm chỗ nào nhé bạn. Đây nằm. Mình sẽ gắn công tắc ở đây nhé. Đây ok, bây giờ mình sẽ đo nhé. Ok, bây giờ mình sẽ cắt chỗ này để cho công tắc nó vô như thế này. Ok các bạn, mình đã khoét xong một lỗ ở đây và nó có thể vừa cái này nha các bạn. Đây ok, mình có thể bật lên mặt xuống nha các bạn. Rồi ok, đây bây giờ mình sẽ dán keo năm, bây giờ mình sẽ dán keo nến trong đây nha mày. Đây ok, bây giờ là không trắng này mình sẽ kết nối vào đầu này nha các bạn. Còn cổng ra này mình sẽ cũng kết nối cổng trắng này, nó cũng đi ra luôn nha các bạn. Đây nó sẽ thế này. Đây ok, mình sẽ kết nối lại nha các bạn. Đây nha bạn, hai dây mình đã kết nối xong nha các bạn. Giờ mình sẽ luồn cọng dây trắng này vào trong đây nhé. Đây mình sẽ dán keo bít cho này hết nha các bạn. Ok. Ok, còn phần này nha các bạn. Đây. Ok. Bây giờ mình sẽ tuốt hai phần này và cho pin vào và test thử cho bạn xem nhé. Đây bây giờ tạm thời mình sẽ để nó như thế này. Đây mình cho keo một tí keo để cho nó dính chặt chút nha các bạn. Ok, bây giờ là phần tinh dầu nữa đây. Mình sẽ nhỏ đủ liều lượng thôi nha các bạn. Yeah.
Ok nha bạn. Bây giờ mình sẽ bật test thử nha bạn. Ok các bạn ơi. Đây, nó xong hết rồi. Nó có một cái là cục pin này nó hết pin các bạn. Bây giờ mình sẽ test thử bằng cục pin này nha các bạn. Đây nha bạn, bây giờ mình sẽ bật lên thử nha bạn. Đây, có khói rồi đây. Đây nó đốt và nó tạo khói như thế này nha bạn. Đây, khói rất là mạnh luôn nè. Có rất nhiều các bạn. Đấy, nó làm nóng rất nhanh các bạn. Đây đèn như hết tinh dầu các bạn. Bây giờ mình sẽ chế vào thêm nhé. Đây, và bây giờ bật lên nhé. Đấy, mình bật lên là nó cháy liền luôn nha các bạn. Đây, cái này có thể chúng ta để tránh mũi nha các bạn. Đây lúc này tháng này vào mùa mưa nó cũng muỗi rất là nhiều các bạn. Ok nha các bạn. Như các bạn thấy video này hay, cho mình một like và một đăng ký. Các bạn hãy chia sẻ video này để mọi người có thể biết đến video này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Tạm biệt. Và xin chào, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì video hôm nay á là tiếp tục mình sẽ làm một chiếc thuyền nữa. Mình sẽ làm chiếc thuyền này lạ không tí các bạn. Mình sẽ không dùng xốp mà mình sẽ dùng một chiếc chai này. Mình sẽ làm bằng một chiếc chai nước ngọt nha các bạn. So, ok, thì chiếc chai nước ngọt này mình sẽ làm đơn giản và nó sẽ gọn hơn nha các bạn. Thì mình sẽ dùng một con motor 3V này. Mình sẽ gắn nó vào đây. So, ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cho các bạn xem nha. We'll be right back.
Ok, như vậy là mình đã làm xong cái phần chân vịt này, cái phần trục và cái phần motor. Mình đã làm xong một phần. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ làm tiếp tục cái phần lái nha các bạn. Ok, ở đây á, cái phần lái thì mình sẽ dùng cái con motor 3V này. Đấy, mình sẽ gắn nó vào đây. Khoảng tầm này nha các bạn. Mình sẽ chèm lên một vài miếng xốp chỗ này để cho nó chịu đựng ở đây nha các bạn.
Rồi ok các bạn, bây giờ mình đã làm xong cái phần lái này. Đây, mình lái nó nha. Rồi, mọi thứ đều hoàn chỉnh trên rồi. Bây giờ còn có cái mạch thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ hàn một cái mạch vào đây. Hai dây vào motor lái và hai dây vào motor chạy tiếng lùi nha các bạn. Rồi thì ở đây á thì mình sẽ dùng cái nước mạch này nha các bạn. Rồi, mình sẽ hàn vào đây. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu là hàn nha các bạn. Ok nha các bạn. Như vậy là mình đã làm xong rồi nha. Mình hàn mạch vào hai con motor này. Rồi, bây giờ để mình cố định cái phần mạch và mình sẽ cố định phần pin nó nằm trong đây luôn. Rồi sau đó mình sẽ đem đi test thử cho các bạn xem nha. Rồi ok, như vậy là mình đã làm xong rồi nha các bạn. Mình đã dán xong rồi này. Rồi á, bây giờ mình sẽ test thêm một lần nữa rồi sau đó mình sẽ đem ngoài test nước thử nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình test nha. Bị sức cái trục trong đây các bạn. Rồi ok. Đây, bên lái đánh đúng chiều luôn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn cái nắp vào nha các bạn. Đây, cái nắp này. Ok, bây giờ mình sẽ đem đi test thử nha.
Mới về thì mình quan trọng thì mình sẽ đậu con xe này nha các bạn. Còn nếu như thì mình không đậu thì mình sẽ cho anh em mình nó chơi. Chứ mình thì chơi mấy con này thì hơi căng à. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chỉ là một video mới hợp nha các bạn. Đây, giờ tối hôm qua mình vừa ngân hàng. Thế bây giờ mình có mới có thời gian mở hộp các bạn xem đấy. Thì trong đây là một chiếc xe được chuyển từ xa nha các bạn. Đây, giá thù hộ là 46.000. Rồi, bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem nhé. Đây nha các bạn, đây là chiếc siêu xe của chúng ta. Đây là xe đua tốc độ cao. Chiếc này là xe tỷ lệ 1.24 nha các bạn. Đây, ở đây nó có nhiều mẫu xe khác này. Đây có màu tím này, màu đỏ này, và màu vàng này. Và những cái bánh này có đèn nha các bạn. Như bánh mình là như là lỗi không có đèn các bạn ơi. Đây là hông tối nha các bạn. Đây cho lắp pin này. Đây bao nhiêu pin nha các bạn. Không chơi ngoài trời nè. Không chạy ở ngoài lộ nha các bạn. Rồi cái này là tiến đùi trái phải. Đây, đây là pin của cái tay điều khiển nha các bạn. Đây sản xuất tại Việt Nam nè. Không cho trẻ em dưới 3 tuổi chơi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra luôn nha các bạn. Đây, đây là con siêu xe của chúng ta. Còn đây là cái hộp các bạn. Đây, bây giờ mình bỏ con bên. Đây là tay điều khiển nha các bạn. Cái này sử dụng 2 viên pin cuối nha các bạn. Đây về anten nè. Đây, đây là chiếc xe của chúng ta. Xe này thì dùng 3 viên pin nha các bạn. Rồi, rồi, để bây giờ mình đi lắp pin nha các bạn. Đây mở hộp cũng cũng đã một lần rồi, mình nhìn pin mình cũng thấy cũng ngán hết rồi, chơi đây thì cũng ngán. Đây tổng hợp lại là cũng khoảng 5 viên pin nha các bạn. Rồi để bây giờ mình lấy pin mình gắn vào đây nhé. Ok, bây giờ mình sẽ dùng những viên pin này nhé. Rồi ok. Ôi xe này không có đèn các bạn ơi. Đây, mọi thứ đều ok nha các bạn. Đây, ở đây có chỗ phần chỉnh lái của chúng ta nha các bạn.
Ê, như cái này là nó chỉ là mô hình chơi thôi các bạn, nó không chỉnh được các bạn ơi. Đây, nó không chỉnh được. Đây, cái này có hàng mắt nhìn hầm hố ghê luôn các bạn. Lấy xe này thì mình mua về thì mình quan trọng thì mình sẽ đậu con xe này nha các bạn. Còn nếu như thì mình không đậu thì mình sẽ cho anh em mình nó chơi. Chứ mình thì chơi mấy con này thì hơi căng à. Để bây giờ mình bung ra thử cho các bạn xem nhé. Đây, đây là phần bên trong của chiếc xe nha các bạn. Đây các bạn ơi, hộp số này nhìn hơi lạ đấy các bạn. Phần đầu này cũng lạ nè. Đây nó chỉ có một ốc để cố định cái phần hộp số này thôi các bạn. Còn những cái này thì nó gài lại nha các bạn. Đây, đây có mấy cái chốt gài đây. Cái này cũng vậy. Rồi để mình cho các bạn xem cái mặt này nhé. Đây các bạn. Cái mặt nhìn cũng khá nhỏ gọn đây các bạn. Đây, đây là hai dây nguồn. Đây là dây trái phải, còn đây là dây tiếng người nha các bạn. Rồi, để mình bung cái phần hộp số và bung cái phần lái thử cho các bạn xem nhé. Đây các bạn ơi, thằng này hình như là nó cố định ở đây luôn rồi. Rất là cứng, cái này nó rất là cứng. Chúng ta chỉ lấy được cái thằng bánh răng này. Đây, cái này đổ lên là chắc là ngon nữa các bạn. Đây, còn motor trong thì nó vẫn khoảng dùng motor 3V thôi các bạn. Motor cũng hơi khá yếu các bạn ơi. Rồi, bây giờ để mình mở phần đầu ra cho các bạn xem nhé. Đây thì cái phần đầu nó cũng đi chỉ đốt như những cái xe khác đó các bạn.
Đây, đây là phần lá nè. Rồi. Nó sẽ chỉ như vậy thôi. Rồi ok. Để bây giờ mình ghép lại và để ngoài ghép thêm cho đăng sinh nhé. Đây đây các bạn ơi. Mình vừa nhận ra cái một cái điều này. Cái xe này thì nó khá là mạnh. Cái vỏ này rất là nặng cho nên mình để vào đây nó sẽ chì cái xe chạy không nổi các bạn. Rồi bây giờ để mình ghép lại ra ngoài test cho các bạn xem nha. Rồi, ok, ra ngoài test thôi các bạn. Chào các bạn, mình đã quay lại ở đây. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chế một cái tạo khói nha các bạn. Mà cái này không phải là tạo khói bình thường nha các bạn, cái này là tạo khói thơm nha các bạn. Để những khi mà
có muỗi hoặc là gì đó các bạn có thể xịt mà không sợ bị hôi nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm thôi nha các bạn. Ok, đây đầu tiên các bạn chuẩn bị một đoạn ống 21 này, và các bạn cắt chỗ này để chúng ta để pin vào nhé. Đây mình đã cắt sẵn rồi nha các bạn. Và một cổng dây máy soi nha các bạn. Đây mình trực rớp, mình chỉ lấy được một đoạn này thôi, như đây cũng đủ tạo khói các bạn. Và pin 3.7 nha các bạn. Ok, và thêm một cái công tắc nha các bạn. Và thêm một dây đồng một lỗ nha các bạn. Đây nó chỉ có một lỗ thôi nha các bạn. Đây, hai cộng nha các bạn. Ok. Và thêm một đoạn gỗ nha các bạn. Một đoạn gỗ để chúng ta có thể kết nối với máy soi này mà không sợ cháy cái này nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm thôi. Rồi, ok, đầu tiên các bạn cắt dây điện thế này nha các bạn. Đây các bạn bẻ như thế này nhé. Rồi. Để bây giờ mình sẽ quấn cái này cho nó, để mình có thể đút con gọn vào nha các bạn. Đây bây giờ mình sẽ quấn như thế này nha. Đây mình quấn như thế này nha các bạn. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ gắn nó vào trong cái đoạn đồng này nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ dùng kẹp mình bóp lại cho nó chặt hơn nha các bạn. Một phần nhỏ nhỏ rồi bạn. Bây giờ cái tiếp theo này nó cũng tương tự như của anh đây thôi. Ok. Đây, ok các bạn ơi, mình đã làm xong hai phần nha các bạn. Đây nha. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn cố định nó vào đây nha các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng keo 502 nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ chờ cho nó khô thôi nha các bạn. Bây giờ các bạn chuẩn bị thêm một miếng bông gòn thế này nha các bạn. Đây nha. Bây giờ mình sẽ nhắc nó vào đây nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt những phần thừa ra nhé.
mình chưa một đoạn này để nếu như trong đấy nó đốt hết nguyên liệu rồi ống cái này nó tiếp vô như thế này. Bạn ngâm chừa một phần thừa như thế này, cái này nhé. Ok. Bây giờ tiếp tục. Bây giờ mình sẽ đo thử. Mình sẽ gắn nó đây. Và mình sẽ đo thử công tắc nó nằm chỗ nào nhé bạn. Đây nằm. Mình sẽ gắn công tắc ở đây nhé. Đây ok, bây giờ mình sẽ đo nhé. Ok, bây giờ mình sẽ cắt chỗ này để cho công tắc nó vô như thế này. Ok. Ok nha bạn, mình đã khoét xong một lỗ ở đây. Và nó có thể vừa cái này nha bạn. Đây. Ok, mình có thể bật lên bật xuống nha bạn. Rồi, ok. Đây bây giờ mình sẽ dán keo năm, bây giờ mình sẽ dán keo nến trong đây nha mày. Đây ok, bây giờ là công trắng này mình sẽ kết nối vào đầu này nha các bạn. Còn công da này mình sẽ cũng kết nối công trắng này, nó cũng đi ra luôn nha các bạn. Đây nó sẽ thế này. Đây ok, mình sẽ kết nối rồi nha các bạn. Đây nha bạn, hai dây mình đã kết nối xong nha bạn. Bây giờ mình sẽ luồn cọng dây trắng này vào trong đây nhé. Đây mình sẽ dán keo bít cho này hết nha bạn. Ok. Ok, còn phần này nha các bạn. Đây. Ok. Bây giờ mình sẽ tuốt hai bằng này và cho pin vào và test thử cho bạn xem nhé. Đây bây giờ tạm thời mình sẽ để nó như thế này. Đây mình cho keo một tí keo để cho nó dính chặt chút nha các bạn. Ok, bây giờ là phần tinh dầu nữa đây. Mình sẽ nhỏ đủ liều lượng thôi nha các bạn. Đây, ok nha bạn. Bây giờ mình sẽ bật test thử nha bạn.
Ok các bạn ơi, đây nó xong hết rồi, nó có một cái là cục pin này nó hết pin các bạn. Bây giờ mình sẽ test thử bằng cục pin này nha các bạn. Đây nha bạn, bây giờ mình sẽ bật lên thử nha bạn. Đây, có khói rồi đây. Đây, nó đốt và nó tạo khói như thế này nha bạn. Đây, khói rất là mạnh luôn bạn. Có rất nhiều các bạn. Đấy, nó làm nóng rất nhanh các bạn. Đây đèn như hết tinh dầu các bạn. Bây giờ mình sẽ chế vào thêm nhé. Và bây giờ bật lên nhé. Đấy, mình bật lên là nó cháy liền luôn nha các bạn. Đây, cái này có thể chúng ta để tránh muỗi nha các bạn. Nên lúc này tháng này vào mùa mưa nó cũng muỗi rất là nhiều các bạn. Ok nha các bạn. Như các bạn thấy video này hay, cho mình một like và một đăng ký. Các bạn hãy chia sẻ video này để mọi người có thể biết đến video này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Tạm biệt. Hello, xin chào, chào mừng tất cả các bạn đã cùng đến với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ chế một chiếc xe công nông nha các bạn. Ở đây thì mình có vài chiếc bánh găng này. Đây, vài chiếc bánh găng nhỏ nha. Rồi, ok, và hôm nay mình sẽ sử dụng con 180 này. Và hai chiếc đuôi chen nha bạn, để mình làm cái phần đầu xe công nông nha bạn. Rồi, thì bây giờ tiến hành vào công việc chính luôn nha các bạn. Và trước tiên mình sẽ gắn cái phần khung trước nha các bạn. Mình sẽ cho cái phần khung nó bằng với cái phần con motor này luôn.
Rồi ok, xong rồi nha các bạn. Mình đã làm xong cái phần hộp số, phần đầu xe công nông này. Thì ok, ở đây mình sẽ có một số thay đổi nha. Bây giờ mình sẽ không dùng động cơ 180 này nữa. Vì 180 này cái trục nó quá dài. Với lại cái phần tốc độ của nó cũng khá là cao các bạn. Cho nên mình sẽ không dùng động cơ này nha. Mình sẽ dùng động cơ 3V này. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ gắn cố định nó vào đây luôn nha. Ok, xong nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ lấy pin cách thử nha. Đây, mở pin đây. Chắc là ok luôn các bạn. Cũng rất là trâu đấy các bạn. Rồi ok. Bây giờ một lát nữa mình sẽ làm cái phần lốp này sao nha. Bây giờ thì mình sẽ làm cái phần đuôi xe công nông nha các bạn. Nha bạn, mình đã làm xong cái phần thùng của xe công nông rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ kết nối hai phần này vào nha các bạn. Bây giờ mình sẽ khoan một lỗ ở đây và một lỗ ở đây để mình kết nối qua cái phần thùng sau của xe công nông nha. Ok, mình đã khoan xong rồi nha các bạn. Này. Và đây. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cố định vào nha. Mình sẽ dùng một cái trục 2 ly này. Ok, xong rồi nha các bạn. Đây rất chắc chắn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn con servo vào đây nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ làm theo cái tay nối nha các bạn. Mình sẽ làm theo cái tay nối sang cầu sau của xe nha.
Rồi, ok, như vậy là xong. Rất là đẹp luôn các bạn. Đấy, rất là đẹp luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ hàn cái mặt vào con servo lái này, động cơ trước này. Và sau đó mình sẽ tiếp tục cái phần đi test cho các bạn xem nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi hàn cái mặt vào nha các bạn. Rồi, ok nha các bạn. Vậy là xong rồi đấy. Bây giờ chỉ còn một chi mục cuối cùng thôi. Bây giờ mình sẽ làm thêm một cái vỏ để cho nó bám đường hơn nha. Vì cái này mình không có lớp này. Đây không có lớp này. Mình sẽ làm thêm cái vỏ nữa nha. Ok, xong nha các bạn. Mình đã gắn xong 4 cái rồi nè. Bên đây nè. Đây. Xong rồi nha. Rồi để bây giờ mình thử cái kèm này. Để xem là nó có chạy nổi không nha các bạn. Đấy, rất là ok luôn nha. Để bây giờ mình đem ngoài test thử và cho cái vật nặng gì đó trên đây thử nha các bạn. Rồi ok, đi test nha.
Hello, chào mừng tất cả các bạn đã cùng đến với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ chế thử một chiếc thuyền phân lực nha bạn. Thì khoảng một tháng trước mình cũng có làm một chiếc xe phân lực rồi. Thì hôm nay đổi gió một tí, mình sẽ làm thử chiếc thuyền này để xem cái tốc độ của nó có nhanh không nha bạn. Thì chiếc động cơ hôm nay thì mình sẽ dùng một chiếc động cơ 180 nha các bạn. Chiếc động cơ này quá quen thuộc với các bạn rồi. Ở đây thì mình sẽ dùng một cái cánh 10cm nha. Ok các bạn, mình sẽ dùng những miếng xốp này nha. Đây, mình có hai miếng này. Mình sẽ ghép nó vào cho nó dài một tí nha các bạn. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành làm cho con xe nha. Rồi ok nha bạn, thì bây giờ mình sẽ dùng miếng xốp này. Mình sẽ thiết kế cho cái phần động cơ nằm trên đây nha bạn. Đây, thế này nha. Rồi ok nha bạn, thì mình đã gắn chiếc động cơ lên đây rồi. Đây ở đây mình có cố định hai đoạn dây chì nha, để cho nó chắc chắn hơn nha bạn.
khi motor hoạt động nóng nó sẽ không rơi motor ra nha. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ làm thêm cái bánh lái đây nha các bạn, để chuyển hướng nha. Ok các bạn, thì ở đây mình có làm một chiếc bánh lái này. Thì cái bánh lái này cũng khá đơn giản các bạn. Đây, ở đây mình có hai cái ống này, mình gắn vào cái bánh lái. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn cố định nó ở đây nha các bạn, để cho lái hướng này. Đây, nó sẽ lái theo hướng tùy thích nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ gắn cái chiếc động cơ servo vào đây. Thì trước tiên mình sẽ gắn vào. Thì mình sẽ làm một cái phần tay nói từ cái bánh lái này sang cái servo nha các bạn. Đây thì mình sẽ làm thế này nha, cũng khá đơn giản các bạn. Bây giờ thì mình sẽ gắn cố định vào cái bánh lái này nha. Vậy là xong rồi các bạn. Thì mình gắn xong cái servo này. Đây ok nha. Ở đây thì nó không có chạm với cánh quạt nha các bạn. Đây, vẫn quay bình thường nha. Rồi, bây giờ xong rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ kết nối servo và motor sang SC và con RX này nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối tất cả vào nha các bạn. Rồi ok nha bạn, thì bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách kết nối SC với RX nha, với con servo này nữa. Rồi ok các bạn, thì con SC này thì các bạn sẽ cắm vào kênh 2 là kênh K nha các bạn. Đây các bạn nhớ là cộng dây màu trắng ký hiệu quay vào trong nha. Đây, nó như thế này nha. Đây mình sẽ cắm vào kênh 2 nha các bạn. Đó, cộng dây màu trắng quay vào hướng vào trong nha. Con servo này cũng thế, mình sẽ cắm nó vào kênh 1 nha. Cộng dây màu vàng nha bạn, cũng vẫn quay vào trong nha. Rồi ok,
Rồi bây giờ mình sẽ đi gọn dây và bảo vệ cái phần mạch của chúng ta nha bạn. Vậy là xong rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cắp pin và test thử cho các bạn xem trước nha. Rồi sau đó mình sẽ đem ra xong test thử cho các bạn xem. Rồi ok các bạn, pin đây. Bây giờ mình sẽ kết nối nó vào nha. Rồi ok, bây giờ bật nguồn lên nha. Đấy, cũng khá là mạnh các bạn. Ở đây thì mình mới để có 50% nha. Bây giờ mình sẽ dặn thử 75 nè. Đấy, khá là mạnh luôn các bạn. Rồi, ok các bạn, bây giờ đem ra xong test thử nha.
Rồi, tiếp tục video hôm nay mình sẽ nhận bạn chế một chiếc tàu điểm khí nha các bạn. Thì hôm bữa mình có đăng lên top cộng đồng ấy. Mình có đăng một con motor 110 này đây. Và thêm một bộ cánh thuần nghịch nha các bạn. Thì mình có đăng trên đó. Và có một số bạn đã đón ra mình đã chế Aribot nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu những cái phần đồ chế của mình nha bạn. Đây, đầu tiên vẫn là pin này. Để mình dùng thêm một chiếc motor bao quanh để mình lái nha bạn. Đây, và một bộ mạch. Cái này thì mình làm dùng phần lái nha bạn. Để lái qua lái lại. Rồi, phần là con delay. Rồi bây giờ mình sẽ làm công việc chính của mình thôi nha các bạn. Thì đầu tiên các bạn cần chuẩn bị cho mình một miếng xốp này. Bây giờ mình sẽ tỉa nó ra nha các bạn. Ok, xong rồi các bạn ơi. Mình đã cắt xong rồi đây. Rồi bây giờ mình sẽ dùng một cái cánh này nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ làm một phần kế đây. Kế đỡ cái con motor. Bây giờ mình sẽ dùng miếng xốp này. Mình sẽ tạo hình và gắn con motor trên đây nha các bạn. Rồi, dán xong rồi đấy các bạn. Rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ thiết kế cái phần lái cho nó nha bạn. Đây, cái phần lái mình sẽ làm nó ra khoảng một cặp này nha bạn.
Ok, xong rồi các bạn. Tạm biệt mình gắn chỗ này nhé. Đây, cái này là nó có thể lặn qua lặn lại nha các bạn. Và nãy mình cũng có vẽ một thêm cái lá cờ đây các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ làm thêm một cái phần trục chuyển động cho cái bánh lái này. Nhìn sang cái motor này các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ làm thêm cái bánh lái cho nó nha bạn. Đây, xong rồi các bạn, mình đã khoan xong hai lỗ ở đây. Bây giờ nó có thể gắn vừa cái cục motor này nha các bạn. Rồi ok. Còn cái phần trục trên đây, mình sẽ dùng thanh dây kìm này nha các bạn. Rồi, vậy là xong một phần rồi đấy các bạn. Đây cái phần này bẻ lái nha các bạn. Đây còn đánh quạt, không dây chạm vô cái da thân này nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ăn cái mặt qua đây các bạn. Đây, hai con gì đây mình sẽ cho nằm đây. Và hàng hai con dây vào một cái. Rồi cơ để mình hẹn rồi. Đấy, đây là xong đây các bạn. Để mình test nha. Bây giờ mình đem ra ngoài test thử cho bạn xem nhé.
Và hello, chào mừng tất cả các bạn đã cùng đến với kênh của mình nha. Thì đây, đây là một cục hàng của mình nha. Đây, cái hộp hàng này thì mình cũng trông chờ cũng hơn mấy ngày các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem sản phẩm này. Mình mua một cái EC chở than 320A nha các bạn. Với một cái tay Dumbo GC. Đây mình mua với giá là 657k nha các bạn. Rồi, bây giờ không nói nhiều nữa, bây giờ tiến hành lột em nó ra nha các bạn. Đây, đây nha các bạn. Đây là cái hộp bên trong của nó nha. Nhìn cái hộp cũng khá đẹp luôn các bạn. Đây, nhìn cái hộp bên ngoài không là cũng thấy khá là phê các bạn. Rồi bây giờ là mở xem bên trong nó có gì nha các bạn. Không biết mở đường nào đây. À đây, đây có chỗ mở các bạn. Đó, phê chưa? Rồi thì đầu tiên là hai cuốn sách hướng dẫn sử dụng nha các bạn. Rồi, một cuốn tiếng Anh và một cuốn tiếng Trung nha các bạn. Rồi, đây. À đây, đây là cái con EC của mình. EC 320A nha các bạn. Rồi, đây là nhân vật chính của chúng ta đây. Đó, phê chưa? Đẹp luôn các bạn. Cái bản này mình mua là bản 4 kênh nha các bạn. Đây, đây là cái con GX của nó. Đây là con GX X6F nha các bạn. Đây, khá là nhỏ gọn các bạn. Rồi, thì giờ trong hộp chỉ có thế thôi. Hết rồi các bạn. Cảm giác rất là phê luôn các bạn. Đây cái phần tinh chỉnh này. Một lát nữa mình sẽ tham khảo những cái này nha các bạn. Tay cầm khá là phê luôn các bạn. Rồi thì đây kênh 1 này. Kênh 2 này. Kênh 3 này. Kênh 4 này. Còn chỗ này là nút on off nha các bạn. Rồi ok, để bây giờ mình sẽ gắn pin vào test thử nha các bạn. Rồi để xem đây mấy cục pin này. Ok, đây đây 4 cục pin nha. Rồi bây giờ mình sẽ gắn pin vào nha các bạn. Rồi ok các bạn, ở đây thì mình có mấy quả pin sạc này. Mình sẽ tận dụng nó luôn nha. Đây on này. Trên đây trang bị một cái đèn khá đẹp các bạn. Trên 3 có đèn nha các bạn. Rồi, ok. Rồi, bây giờ là khui EC nha. Rồi, đây là EC chở than nha các bạn. Thì theo thông số á, thì cái EC này có thể dùng từ 2S tới 4S nha các bạn. Nhưng mình chỉ tối đa chỉ dùng 2S thôi các bạn. Rồi, ok. Thì cái shop này các bạn, thì mình cũng thấy các bạn chơi GC đánh giá cũng khá là cao. Cho nên mình cũng tin tưởng và lựa chọn cái shop này mua hàng nha. Link của EC và cái tay đâm này mình có để dưới phần mô tả nha, cho các bạn vào xem và tham khảo giá nha. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ test thử cái EC này với cái tay Dumbo này nha các bạn. Rồi ở đây mình sẽ dùng cái quả pin này, mình sẽ test thử cái EC này nha. Ở
đây mình không có cái dắt nha các bạn, cho nên mình sẽ dùng cái mình sẽ cắm trực tiếp vào đây luôn. Rồi ok các bạn nhớ là cái phần này là các bạn phải cắm đúng chiều nha, để sai chiều là có thể cháy ESC đấy. Rồi ok, đã cắm nguồn xong rồi nha. Bây giờ bật on lên này. Đây, quạt hoạt động nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm vào cái GX nha. Ở đây thì mình ở đây nó có một cái dây tín hiệu các bạn. Các bạn nhớ là cắm cái dây này quay vào trong nha. Để cắm sai là có thể cháy đấy các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm vào kênh 2 nha. Rồi bây giờ bật on lên này. Đó, đèn sáng nha bạn. Rồi mình sẽ bật dumbo lên nha. Đấy ok, vậy là đã kết nối rồi nha. Hình như cái này là shop kết nối sẵn luôn hay các bạn. Mình không thấy những cái đèn ký hiệu mà chưa nhận kết nối các bạn. Hình như cái này là shop kết nối sẵn luôn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ kiếm cái một cái động cơ, mình sẽ test thử cái SC này nha. Rồi đây các bạn, mình ở đây mình có một con servo này. Con servo này, con servo mình mua cũng khá lâu các bạn, mình đã cắt hết bớt dây rồi. Rồi mình sẽ dùng thử hai chiếc động cơ nha. Một là chiếc động cơ 370 này, chiếc động cơ 180 này. Rồi bây giờ mình sẽ ghim servo rồi nha. Ở đây là 3 dây nha các bạn. Mình sẽ cắm con dây màu vàng này vào phía trong này nha. Mình sẽ cắm vào kênh 1 nha các bạn. Rồi ok, bây giờ bật lên nè. Đấy, servo hoạt động ok nha bạn. Để mình thử đây, bên đây là chỉnh servo nha bạn. Bên đây là điều chỉnh servo nha. Còn hình như cái nút dưới này là hình như là chỉnh độ rộng servo nha bạn. À đúng rồi, cái này chỉnh độ rộng servo nha. Rồi bây giờ mình sẽ gắn động cơ vào thử nha bạn. Đây hai dây này nha. Ok nha. Đây có điều tốc luôn này. Đây ok, để mình kiếm cái gì đó mình sẽ gắn vào đây cho các bạn dễ thấy hơn nha. Đây khá là mạnh luôn các bạn. Ở đây mình xài bit 2S nha. Đây còn cái này lùi nha các bạn. Rồi mình sẽ chỉnh thử cái nút bên đây nha. Đây ở đây là cái tốc độ là mới có 75% các bạn. Đây mình chỉnh thử 100 thử nha. Khá là mạnh luôn các bạn. Rồi mình sẽ chỉnh thử cái này nha. Cái này là chỉnh ga nha các bạn. Đây cái này chỉnh ga nha.
là mạnh luôn các bạn. Đây mình sẽ chỉnh thử mức 50 nha các bạn. Đây 50 nha. Trăm này. Đây khá là mạnh luôn. Rồi thì ok các bạn ơi. Thì mình mới vừa nhận hai con servo này. Bây giờ để mình test thử kênh 3 và kênh 4 cho các bạn xem nha. Rồi mình sẽ test thử kênh 3 nha các bạn. Rồi mình bật lên này. Đấy kênh 3 hoạt động ok nha các bạn. Rồi ok bây giờ test kênh 4 nha. Rồi combo ok nha bạn. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cái con động cơ 370 hồi nãy nha bạn. Đây. Rồi, như vậy là ok nha. Rồi ok các bạn. Nếu như mà các bạn thấy video của mình hay á, thì hãy ấn cho mình một cái nút đăng ký ở phía bên dưới nha. Và cho mình một like, một comment. Rồi ok, xin cảm ơn tất cả các bạn đã cùng xem video của mình. Tạm biệt các bạn. Và hello, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Thì quay trở lại video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một chiếc thuyền từ động cơ 370 nha các bạn. Thì ok, thì sự góp mặt ngày hôm nay là một cái tay điều khiển từ xa. Cái tay này hôm bữa mình mới vừa mua luôn các bạn. Và một chiếc ESC 320A. Cùng với một con servo nha các bạn. Đây con servo này. Và cuối cùng là một chiếc động cơ 370 nha các bạn. Rồi ok. Ở đây thì mình sẽ dùng một miếng xốp nữa nha. Rồi ok, bây giờ bắt đầu vào công việc chính thôi nha các bạn. We'll be right back.
Rồi ok các bạn. Thì mình đã làm xong cái phần bánh lái này, servo và động cơ nằm ở đây. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ kết nối cái xe này vào con motor này và kết nối cái con servo này. Kết nối con servo này qua cái tay dumbo nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ kết nối tất cả lại nha. Rồi ok các bạn, mình đã gắn xong tất cả này. Bây giờ để mình test thử cái nha, rồi sau đó mình sẽ làm một cái phần khung ở ngoài để đừng có cho vô nước cái xe này nha các bạn, với cái GX này. Rồi ok, bây giờ mình test thử nha. Rồi ok nha bạn. Rồi ok xong nha các bạn, bây giờ đem đi test thử nha.
We'll be right back.